đi vào hoạt động cũng được gần 5 năm, nhưng 2 năm trở lại đây, những sản phẩm tự động phục vụ cho các ngành sản xuất của doanh nghiệp này mới đắt hàng. Nếu như trong năm 2017, tổng doanh thu từ việc cung ứng những con robot này của doanh nghiệp đạt 2,5 triệu đô la Mỹ, thì năm nay con số này đã tăng gần gấp 2 lần. So với cái đây vài năm thì đa số mọi người còn làm rất là thủ công, nhà máy dùng rất là nhiều người, công nghệ cũ. Nhưng gần đây thì thứ nhất là doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vô nhiều, hàng Việt Nam bắt đầu rảnh, bán ra thế giới nhiều thì một số công ty có tiềm lực đã bắt đầu tự động hóa, thậm chí là đã bắt đầu IoT. Khi những robot này được đưa vào nhà máy ngày càng nhiều, điều này có nghĩa chúng sẽ thay thế người lao động ở những khâu mà công việc lặp đi lặp lại. Một số lao động có nguy cơ mất việc nếu không nâng cao trình độ nghiệp vụ. Đơn cử như nhà máy sữa Vinamilk giờ đây đã không còn tuyển lao động phổ thông. Những công đoạn cần lao động tay chân, doanh nghiệp chỉ thuê theo thời vụ. Điều này tạo không ít áp lực cho người lao động. Đây cũng là nội dung chính được thảo luận tại diễn đàn xóa bỏ rào cản để quản trị và phát triển nhân lực hiệu quả vừa diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở Việt Nam có đến 70% cái việc làm ở Việt Nam có nguy cơ thay thế bởi tự động hóa cũng như là trí tuệ nhân tạo. Yêu cầu tuyển dụng của các nhà đầu tư trong khu công nghiệp á, thì trước đây là chủ yếu là có những đơn vị là tuyển dụng lao động chân tay, thì bây giờ là họ mong muốn khu nghiệp cung ứng lực lượng là những người được đào tạo cơ bản tối thiểu cũng phải là trình độ trung cấp. Theo Tổ chức Lao động Quốc tế, lao động Việt Nam là đối tượng gặp rủi ro nhất trước làn sóng tự động hóa của cuộc cách mạng 4.0 trong khu vực ASEAN. Điều này đặt ra yêu cầu đào tạo và đào tạo lại gần 55 triệu lao động hiện nay. Nếu không thì hàng triệu lao động sẽ không thể có được việc làm, nhất là lao động nữ. Cách mạng 4.0 diễn ra, dự báo sẽ dẫn tới những xáo trộn lớn với thị trường lao động ở trong nước. Không ít những thách thức đã và sẽ tiếp tục nảy sinh, nhất là trong những ngành nghề, việc làm giản đơn. Và một điều chắc chắn là những ai không theo kịp với sự phát triển của công nghệ sẽ bị đào thải, đặc biệt là lao động nữ. Chúng ta cần nhận diện đầy đủ về nguy cơ này như thế nào, cũng như đâu là giải pháp dài hạn, bền vững. Bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, sẽ cùng bàn luận trên góc nhìn hôm nay về câu chuyện này. Xin cảm ơn bà. Thưa bà, cuộc cách mạng 4.0 thì tạo ra không ít những cơ hội với nền kinh tế xã hội của Việt Nam, nhưng cũng nhiều chuyên gia nhận định rằng nó cũng sẽ tạo ra không ít thách thức, đặc biệt là với lực lượng lao động. Bà nhận diện những cái thách thức này như thế nào? Cái mà người ta gọi cách mạng 4.0 á, thì nó nằm ở trong cái luồng không ngừng của cái cách mạng khoa học công nghệ hiện đại. Trong cái bối cảnh đó, các nước tự định vị và xác định cái thế mạnh cũng như điểm yếu của mình như thế nào, để rồi có thể khai thác cái điểm mạnh của mình mà có cái cách mà tranh thủ cái có thể tranh thủ và ứng phó cái phải ứng phó. Phải nhớ rằng chỉ vài chục năm nữa là Việt Nam sẽ bước ra khỏi cái khung dân số vàng và sẽ bắt đầu là già hóa rất là nhanh. Như vậy là sẽ mất những cái lợi thế về đội ngũ gọi là lao động trẻ. Cái bài toán là liệu có những người học ở nước ngoài mà chỉ cần 2-3 năm sau là họ đã sẵn sàng về vì họ thấy cơ hội xuất hiện ở trong nước. Cách mạng công nghệ 4.0 á, chắc chắn là đòi hỏi là huy động lực lượng trẻ, giỏi, có trình độ. Nhưng mà cái tôi muốn nhấn mạnh là trong và ngoài nước, chứ không thể chỉ hướng về ngoài nước. Đó là nói chung, chứ nó là bền vững. Thứ nhiên là gì? Nó có cái mà tiếng Anh người ta gọi là critical mass. Có nghĩa là gì? Mời từ bên ngoài thì cái số lượng không thể nhiều bằng huy động, xây dựng, khuyến khích ở trong nước. Bà đang đặt ra một cái vấn đề là chúng ta đang thiếu cái nguồn lao động chất lượng cao cho cuộc cách mạng 4.0, đúng không ạ? Lúc mà đổi mới, chúng ta thấy là một số lực lượng trẻ giỏi từ khu vực nhà nước lại ra khu vực tư nhân. Thì lúc đó cũng có, đó cũng là một cái điều đáng mừng là có cái tự do là nhân lực và nhân tài. Thì người ta ra khu vực tư nhân thì khu vực tư nhân lại mạnh lên. Nhưng mà về trung và dài hạn, một cái nước, đất nước mà tài năng chạy về khu vực tư nhân hầu hết á, thì
thì rất là đáng lo ngại. Có nghĩa là cái bộ máy nhà nước sẽ thiếu hẳn là cái nhân tố gọi là tài năng đó và mạnh dạng đó, đột phá đó. Thì làm thế nào lúc đó bộ máy nhà nước nghĩ ra được những cái biện pháp đột phá? Thì cái đó, cái bài toán tôi thấy là gì? Phải thu hút tài năng trong bộ máy công quyền. Mà thu hút tài năng đây là phải cho tạo điều kiện cho họ thực nghiệm và chịu trách nhiệm về thử nghiệm của mình. Có một cái cách thức đo lường như thế nào để mà chúng ta có thể biết được một cách tương đối chính xác là cái mức độ thiếu cái nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt ở cái khu vực công, cái bộ máy nhà nước không ạ? Phải biết đón nhận và ứng xử với những cái nhân tố chất vấn cái trật tự hiện hành, nó xáo trộn cái trật tự hiện hành, nghĩa là phải biết lật ngược vấn đề đó. Thì cái khả năng đó tôi cho là cần phải được khuyến khích, đặc biệt ở khu vực công. Trong khu vực tư, do cái sức ép của cạnh tranh á, năng lực đó bị bắt buộc, nếu không bị đào thải. Còn trong khu vực công á, nếu mà không có một cái sức ép về cạnh tranh trong bộ máy công á, cạnh tranh đây là cạnh tranh lành mạnh và dám thử nghiệm và chịu trách nhiệm về cái thử nghiệm, tôi nghĩ nhà nước phải kêu gọi là thanh niên trong bộ máy nhà nước hãy đăng ký thử nghiệm những cái đề xuất, những cái dự án, những cái sáng kiến. Theo cái quan sát của cá nhân bà thì các cái cơ quan chức năng, các cái bộ ngành, các cái địa phương họ đã nhận thức ra cái vấn đề là thiếu hụt cái nguồn nhân lực chất lượng cao cho cuộc cách mạng 4.0 để tìm các giải pháp tháo gỡ chưa? Họ đã thực sự sốt sắng với cái việc đó chưa? Hay là vẫn còn ở một cái mức độ là bình chân như vậy? Tôi chưa cảm nhận rằng có một cái sự khẩn trương ở tất cả các bộ. Nếu có, hiện giờ tôi bắt đầu thấy dấu hiệu bắt đầu ở bộ nông nghiệp. Không phải là cứ mãi mãi cái nông nghiệp dựa vào số lượng. Giá trị gia tăng không đáng kể. Cho nên gần đây á, tìm cách đi vào chất lượng cao trong xuất khẩu nông sản vân vân và vân vân, rồi đi vào là sản phẩm nông sản sạch vân vân, thì tôi cho là cái cách đặt vấn đề rõ ràng là hướng tới cái một cái thị trường thế giới đã khác trước nhiều rồi, và trong cái cuộc chạy đua đó thì Việt Nam thực sự là những năm trước thì đi chậm, phải nói thật. Ví dụ mình so sánh mình vậy, Thái Lan là mình đi chậm. Nhưng mà thời gian gần đây á, thì hình như về tư duy có một cái sự thay đổi. Lúc tôi còn làm đại sứ ở châu Âu, ở Bruxelles, có một hôm có một cái ông giáo sư Bỉ nói với tôi là bà có biết không, có một cái thăm dò hay một cái khảo sát gì đó mới đây cho rằng là người Việt Nam là thông minh nhất. Tuy nhiên, thông minh không là không đủ. Vấn đề là thông minh đó mình phá huy nó như thế nào, mình tập hợp những con người thông minh lại với nhau như thế nào. Chứ ví dụ một người thông minh cộng với một người thông minh cộng với một người thông minh chưa phải là một cái quả đấm hiệu quả. Đó, người ta cứ nói là một người Việt Nam thì hơn một người Nhật, nhưng mà ba người Việt Nam thì thua ba người Nhật. Ba người Nhật mà họ liên kết với nhau thì họ hơn Việt Nam. Cái nguồn nhân lực chất lượng cao để làm chủ được cái cuộc cách mạng 4.0 nó mới chỉ là một phần câu chuyện thôi. Trong khi đó thì với cái cơ cấu kinh tế và cái nguồn lao động của Việt Nam thì một phần rất lớn là những cái công việc rất là giản đơn ở cái khu vực nông thôn. Liệu chăng họ có chỗ đứng, họ có tìm được chỗ đứng trong cuộc cách mạng 4.0 đã diễn ra và sắp tới nó sẽ còn phát triển lớn mạnh hơn ở Việt Nam không ạ? Không thể giống nhau hoàn toàn ở mỗi nước. Ai cũng biết là du lịch là một cái ngành nghề nó sẽ tiếp tục phát triển, sẽ có thể phải thu hút hơn, nhiều hơn nữa lao động vào cái ngành đó. Cho nên là tôi dùng cái khái niệm thay thế một dạng lao động bằng một dạng lao động khác. Người Việt học kỳ mới rất là nhanh. Thành thử vấn đề là nếu xuất hiện một cái nhu cầu mới thì chúng ta phải bố trí và đào tạo và bồi dưỡng kịp thời để đáp ứng.
thì chúng ta sẽ có thể điều chỉnh cái dạng lao động kịp thời. Cái lao động mà mũi nhọn của 4.0 á, thì đó là một cái đội ngũ mà chính là tôi cho là người Việt Nam để có tiềm năng. Thì tôi nghĩ là cái câu trả lời sẽ nằm ở cái chính sách của nhà nước và cái sự năng động của khu vực tư nhân, đó, của khu vực doanh nghiệp. Thì nếu nhà nước và doanh nghiệp mà biết là hiệp lực với nhau thì tôi lại không lo rằng thanh niên Việt Nam có ăn học và có bồi dưỡng tiếp mà không đáp ứng được. So với một số xã hội khác, tôi thấy cái khả năng điều chỉnh thích nghi nó khá cao. Cho nên tôi hơi lạc quan hơn một chút. Tôi nghĩ là người Việt Nam không có thụ động đâu. Nhưng mà đương nhiên không có nghĩa nhà nước không là không phải làm gì, không có tạo điều kiện các trường dạy nghề vân vân, các trường cao đẳng là không phải làm gì cả, không có tự điều chỉnh gì cả. Nhưng mà cá nhân người Việt và thanh niên Việt Nam tôi rất là tin tưởng. Tức là bà Tô Nữ Thị Minh thì khá lạc quan với cái việc là lao động không làm ở khu vực này thì có thể dịch chuyển sang một khu vực khác. Tuy nhiên chúng ta có thể điểm qua một số cái ngành nghề mà được cho là sẽ chịu tác động rất là lớn khi mà máy móc thay thế con người. Ví dụ như may mặc, ví dụ như thủy sản sử dụng rất là nhiều cái lao động nữ. Nhưng mà mình cũng cần phải quan tâm một chút tới một số cái đặc điểm mà đã được qua khảo sát rồi. Tức là cái lực lượng lao động này thì cái độ tuổi là từ khoảng 35 đến 40 tuổi trở lên. Thứ hai là về mặt trình độ thì họ lại dường như là chưa được trang bị gì về những cái cơ bản, những cái kiến thức cơ bản. Tức là về cái mặt bằng thì cái trình độ là đang ở mức trung bình, thậm chí là hơi thấp. Thì liệu chăng với cái tuổi đó, với cái mặt bằng tri thức đó mà họ bắt đầu được đào tạo để chuyển sang một khu vực khác thì sẽ có rất nhiều những cái rào cản. Những cái thực tế đó thì có khiến cho ta có thể lạc quan được không ạ? Việt Nam nó có một cái đặc thù mà ví dụ một nước phương Tây sẽ không có, là có cái khái niệm về quê. Cái này là một cái nhân tố xã hội văn hóa xã hội. Mỗi mùa Tết á, thì nghe đâu có công nhân là về ăn Tết rồi không lên, vì thấy rằng cơ hội ở lại làm gì đó cuối cùng là khá hơn là quay lại khu công nghiệp. Nếu cái quá trình đô thị hóa theo cái nghĩa tốt của chữ đô thị hóa, nông thôn á, nó tiến hành tương đối là điều đặn, sẽ có xuất hiện những công ăn việc làm ở chính những cái khu gọi là nửa nông thôn nửa thành thị đó. Trong cái môi trường lao động có tổ chức và có trình độ thì mức độ an toàn cho nữ lao động Việt Nam nó sẽ cao hơn. Thì nếu cần thì tính đến cái biện pháp là xuất khẩu lao động có tay nghề. Đó. Thì tôi cho nói cách khác đây là bù trừ, kỷ luật bù trừ ở quy mô khu vực và thế giới. Cái chỗ mà người ta họ không còn đủ cái loại lao động đó nữa thì mình lại có đủ để mà cung cấp thì mình cung cấp. Nhưng mà lúc đó chính phải là bồi dưỡng một cách có hệ thống. Chứ còn đương nhiên chị em tiếng Anh không có hay là tiếng Nhật không có thì làm sao đi được. Lao động nữ bình thường đã phải đối mặt với nhiều áp lực, từ trách nhiệm chăm sóc trong gia đình tới những rào cản do bất bình đẳng giới vốn đã tồn tại từ lâu trong xã hội. Những áp lực này sẽ ngày một nhiều thêm khi mà cuộc cách mạng 4.0 sẽ kéo theo những xáo trộn về nghề nghiệp và công việc. Câu chuyện sẽ tiếp tục với những đề xuất về giải pháp. Trong cuộc cách mạng 4.0, máy móc sẽ dần thay thế con người ở các khâu mà công việc lặp đi lặp lại, không cần nhiều chất xám. Chính vì thế, nếu như người lao động không nâng cao được năng lực hay được đào tạo thêm, thì rất khó để có thể giữ được công việc. Tuy nhiên, điều này không phải là dễ, nhất là với những phụ nữ đã trên 40 tuổi. Tình trạng lao động có tuổi mất việc gần đây đã gia tăng, nhất là ở lao động nữ. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tỷ lệ thất nghiệp nữ quý 1 năm 2017 cao hơn 68,9% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó, lao động nữ mất việc làm ở độ tuổi ngoài 40 rất khó có cơ hội tìm được việc làm thay thế. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp không tuyển lao động ở độ tuổi này.
Đặc biệt, trước xu thế hướng tới cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều phụ nữ ở độ tuổi này chưa tự trang bị cho mình tốt những kỹ năng để đáp ứng theo nhu cầu của xã hội. Hiện nay là cũng là có nhiều đối tượng lao động cũng không có phù hợp với cái, có nghĩa là không theo kịp cái cuộc cách mạng 4.0. Có nghĩa là họ chưa có trang bị kịp thời để họ tham gia vào cái thị trường lao động này. Mà đặc biệt là cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này á, thì nó phát triển quá nhanh. Nó làm cho cái người lao động á, dễ dàng bị lỗi ra khỏi cái công việc. Hiện nay, đa số các doanh nghiệp không tuyển dụng phụ nữ ngoài 40 tuổi. Một phần vì tuổi tác, phần khác vì ở độ tuổi này, phụ nữ khó đào tạo đủ kỹ năng trước những yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0. Tiếp tục với câu chuyện là dòng chuyển dịch cái dòng lao động từ khu vực này sang khu vực khác. Ngoài những cái rào cản với lao động nữ về trình độ cũng như là một số những cái mà đặc điểm mà khảo sát đã thực tế đã chỉ ra về tuổi tác, về cái khả năng mà tiếp cận và thích ứng với cái mới về công nghệ, thì với lao động nữ trong cái xã hội Việt Nam sẽ còn gặp phải cái rào cản gì nữa để thực hiện cái việc chuyển đổi từ khu vực này sang khu vực khác thưa bạn? Chức năng của một số định kiến về vai trò nam nữ, nghề này, lĩnh vực này thì hợp với nam hơn là nữ, vân vân và vân vân, thì có thể nó cũng có thể cản trở. Tuy nhiên những định kiến đó cũng có phần là đang từng bước bị đẩy lùi. Ví dụ phi công, bây giờ đã có phi công hàng không Việt Nam, đã có phi công nữ rồi. Vấn đề đặt ra không phải là phụ nữ, nam giới làm gì nữ cũng phải làm, không có nghĩa là 50-50. Tư duy 50-50 là rất là ấu trĩ, rất là phi thực tế. Một cái xã hội mà nó đáp ứng được cái nguyện vọng của con người, khi người đó có những cái điều kiện khách quan cần thiết á, thì đó là cái xã hội phát triển, rồi nhân văn, văn minh đó. Phải kêu gọi chị em tự tin và biết tự trang bị những cái điều kiện để đeo đuổi cái sự nghiệp mình mà mình chọn. Bộ óc của phụ nữ không phải là không học được khoa học, nhưng mà tại vì xã hội định hướng cho chị em những cái môn lĩnh vực khác, cho nên chị em ít nghĩ đến khoa học công nghệ. Mà hiện giờ ở nước ngoài tôi thấy có những chị họ tham gia những cái họ là thành viên khá cao cấp của một vài cái tập đoàn công nghệ lớn ở bên Mỹ. Cách mạng 4.0 thì cái tác động của nó trên toàn cầu như bà đã phân tích rồi. Và ở trên thế giới thì người ta cũng nói tới một cái cuộc chiến giữa máy móc và con người. Máy móc sẽ thay thế con người, lực lượng lao động bị thất nghiệp sẽ ngày càng tăng lên, và đặc biệt là nghiêm trọng nếu như mà cái bước chuyển đổi sẽ không được thực hiện nhanh và bền vững. Theo bà thì cái cuộc chiến giữa máy móc và lao động ở Việt Nam có thực sự hiện hữu không? Và nếu có hiện hữu ở thời điểm này hoặc trong một tương lai ngắn thôi, thì cái mức độ của nó có đến mức độ căng thẳng không ạ? Thì ai cũng biết là Nhật vì vấn đề dân số, rồi Trung Quốc thì nghiên cứu rất kỹ món này để có thể tạo một cái lợi thế cho bản thân mình, coi như là đón trước đó, và một số nước khác như Mỹ đương nhiên vân vân. Cái trình độ phát triển của Việt Nam á, tôi nghĩ là nếu có thì đưa vào những cái lĩnh vực, những công việc mà con người không thể làm bằng là người máy. Còn nếu mà nói là thử nghĩ đến một cái xã hội tương lai mà cái gì trong nhà cũng là robot, thì liệu một ngày nào đó robot có thay thế con người hay không, thì tôi là thuộc phái là tôi rất tự tin về con người. Tại vì là robot gọi là biết làm thơ hay không, sáng tác nhạc giao hưởng hay không, vân vân, thì hay là cái khả năng phản quyết, phản xét. Tôi rất tin vào con người, tôi nghĩ robot thì vẫn là công cụ của con người. Bà có nói tới cái tính hình thức ở đâu đó mà đã nhận ra trong cái việc mà nhìn nhận cũng như là triển khai những kế hoạch để có thể tận dụng được những cơ hội của cách mạng 4.0. Cái tính hình thức đó trong triển khai một chiến lược hay là những cái đề án cụ thể
thì nó có thể khiến cho các địa phương, khiến cho các bộ ngành có thể không chớp được những cơ hội thực sự, để vuột mất những cơ hội thực sự, và có thể là dẫn theo là bị chệch hướng trong những cái định hướng, những cái kế hoạch phát triển cụ thể không ạ? Các địa phương, các cấp, các thành phần phải tự định vị mình ở đâu trong cái tổng thể của cái nền kinh tế và xã hội Việt Nam, để rồi á, xác định là cái gì là ưu tiên đối với mình, cái gì thật sự là cơ hội đối với mình, thế mạnh ở đâu. Thì trên cơ sở cái đó, xác định định vị thế mạnh, lợi thế, khó khăn của mỗi tỉnh chẳng hạn, thì cách mạng công nghiệp 4.0 nó có ý nghĩa. Chứ bảo là ngay bây giờ là xin lỗi tỉnh XY ở rất là vùng sâu vùng xa lại bảo đi tranh thủ để gọi là bắt kịp với cách mạng công nghiệp 4.0, đặt bài toán như vậy đối với các tỉnh đó là một cái đau đầu không cần thiết. Vậy theo bà thì với những cái địa phương ấy, làm thế nào để đáp ứng được là có vừa có cái nguồn lao động chất lượng cao đáp ứng được những đòi hỏi thực tế, lại vừa có được những cái chuyển biến cần thiết với cái lực lượng lao động phổ thông ở các địa phương, thì đâu là cái khâu then chốt mà các địa phương sẽ phải tập trung giải quyết ngay từ lúc này? Lãnh đạo các tỉnh á, thì như tôi nói họ phải tự định vị, trong thứ nhất phải biết đất nước mình đang ở đâu, đó, thế mạnh và chỗ hạn chế của đất nước mình ở đâu, và trong cái tổng thể của đất nước đó thì mình ở đâu, cái gì mình tự làm được, cái gì mình phải tìm cách để huy động cho bằng được là doanh nghiệp và khu, đặc biệt là khu vực tư nhân. Cho nên là mỗi tỉnh cần phải có được sự tư vấn tổng hợp, có nghĩa có thể có cả người Việt, có cả tư vấn quốc tế, để xác định là thế mạnh thế yếu của cái tỉnh đó và tiềm năng của nó là cái gì với điều kiện gì. Thưa bà, rõ ràng là các địa phương thì sẽ phải tự xác định được là mình cần cái gì, từ đó thì mới có được cái kế hoạch đào tạo cũng như sử dụng cái nguồn lao động một cách phù hợp. Còn với một cái tầm cao hơn ở quốc gia thì sao? Ví dụ như là ngành giáo dục đào tạo dạy nghề, thì hiện nay là đã có một cái khảo sát để xem là nhu cầu của thị trường thế giới cũng như trong nước trong cuộc cách mạng 4.0 cần cái gì để tập trung vào đào tạo dạy nghề hay chưa? Hay là vẫn đào tạo dạy nghề theo cái kiểu là mình có cái gì thì mình đào tạo như thế ạ? Thì chúng ta cũng biết, thì cũng như là các ngành dịch vụ nói chung á, mình phải đáp ứng cái người ta cần, chứ không phải chỉ đơn thuần là chào bán cái mình có. Cái trình độ cũng như lời tay nghề của người lao động liên tục thay đổi. Tại lúc trước tôi có gì tôi bán, tôi cung ứng, thì cái đó lạc hậu quá rồi. Mà nếu mình nghĩ là thay thế bằng cách là anh cần gì thì tôi làm đúng cái anh đang cần bây giờ, thì ngày mai lạc hậu mất rồi. Tôi cho rằng cái mà cần phải trang bị nhiều nhất cho lao động tương lai đó là cái khả năng thích nghi. Nói cách khác, khi mình biết thích nghi, mình sẽ học tại chỗ và mình sẽ điều chỉnh tại chỗ, cái chỗ bồi dưỡng, cái chỗ cái trường dạy nghề á, thì phải chú ý dạy cái khả năng gọi là nhận thức bài toán lao động, chứ không phải chỉ bấm chỗ này rồi các chỗ kia, không có đơn giản như thế. Thưa bà, có những ý kiến cho rằng là chúng ta đang nói quá nhiều về cuộc cách mạng 4.0 cũng như là vẽ ra những cái viễn cảnh về những cái cơ hội mà chúng ta có thể chớp được từ cuộc cách mạng này, biến nó trở thành những cái động lực của kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì để phân tích một cách căn cơ và một cách thấu đáo về những cái thách thức của nó, từ đó đưa ra các giải pháp ấy, thì dường như là vẫn còn đang thưa vắng ở các địa phương cũng như là các bộ ngành. Bà có thấy thế không ạ? Tiếp tục bàn đến cách mạng công nghệ 4.0 cũng phải có một cái lộ trình, cũng phải biết chỗ nào là ưu tiên trước, chỗ nào thì chưa vội, vân vân, cho nó rõ ràng. Chứ nếu không, người ta cứ mơ mơ màng màng, người thì cho là quá viễn vông, người thì cho là nó ụp tới nơi rồi, quá chừng chúng ta sẽ bị lạc hậu hoàn toàn. Cho nên hai thái cực như vậy, trong lúc đó một cái bài toán mà hiền hiểu
sơ sơ mà Việt Nam là bị rất là thấp về năng suất so với các nước trong khu vực. Thì trong cái cuộc chạy đua đó, tại sao mình thua người ta về năng suất? Điều đó thì sẽ kéo theo là cái sức cạnh tranh của lao động Việt Nam đang phải chịu ngày càng lớn cái sự cạnh tranh với của lao động các nước trong khu vực. À. Mới chỉ dừng lại khu vực thôi, chứ mình chưa cần mở rộng ra là ở tầm châu lục. ASEAN. Thế thì trong cái câu chuyện mà sử dụng đào tạo và sử dụng cái nguồn lao động trong tương lai thì mình sẽ cần phải lưu ý gì về cái sự cạnh tranh này? Làm thế nào để có thể rút ngắn được khoảng cách với các nước trên thế giới để Việt Nam có thể là có thế mạnh cạnh tranh theo ý kiến của bạn? Cộng đồng kinh tế ASEAN thì như chúng ta biết là cái dịch chuyển lao động từ nước này sang nước khác trong nội khối ASEAN sẽ thuận lợi hơn nhiều, cho nên mở cửa cho cái sự cạnh tranh đối với chính cái nguồn nhân lực của chúng ta. Đã đến lúc thanh niên Việt Nam cần phải biết cạnh tranh, không phải chỉ mình với mình, nghĩa là người Việt với người Việt, mà phải biết cạnh tranh với người trong khu vực. Rõ ràng là nói tới cái cuộc cách mạng 4.0 thì nó là những cái thay đổi liên tục về cái nhu cầu sử dụng lao động cũng như là cách thức sử dụng lao động. Bà Tôn Nữ Thị Ninh thì rất lạc quan với khả năng thích nghi của lao động Việt Nam. Tuy nhiên qua những phân tích của bà thì cũng rõ ràng thấy là sẽ còn cần rất nhiều việc nữa phải làm để trang bị thêm những kỹ năng và kiến thức cho lao động trong cái bối cảnh hội nhập ngày càng sâu. Và rất cảm ơn những chia sẻ của bà trong chương trình Góc nhìn ngày hôm nay.